Còn chuyện đi anh em mình có ok không? Quá tuyệt vời. Cảm tưởng như thế nào? Quá tuyệt vời. Vì quả xuyên lục địa hơi kiểu rồi. Cảm ơn anh trai cho mày. Long là Hằng Long. Hằng Long đang tắm vợ hay làm gì ấy? Đang đi lấy vợ bạn. Hả? Đang tiếp bạn đến rồi. Trên này món gì cũng có nhá. Món lợn lợn bản này, lợn này về lợn bản không? Lợn bản cho vào nướng à? Nướng, bạn thay đổi cho lại nướng. À, nướng là bán bao tiền sâu ấy? 20.000 sâu ạ. Trứng này là trứng vùng xuôi đúng không? Trứng, quả trứng này là trứng, trứng vùng xuôi đem lên đúng không? À, không phải là trứng ở dân tộc đúng không? Không phải người dân tộc mà. Hả? Người ở đây là dân tộc hết. Biết rồi, nhưng mà không phải là, không người... không phải là trứng ở đây đúng không? Không phải là trứng ở đây đúng không? Chỗ họ không có chỗ bán đâu. Hôm nay không được à? Đi về rồi. Hôm ăn đi không đói. Đói chưa? Hôm qua lên Mộc Châu có bắt được cô gái nào không? Bắt được vợ không? Không. Khó lắm. Bên này hay đông chồng lắm.